Chào quý vị và các bạn, video clip này sẽ giới thiệu một chiếc Yamaha Exciter 135 phân khối hiếm hoi còn sót lại. Và theo chủ cửa hàng cho biết thì hiện nay chỉ còn 2 chiếc xe. Nhưng mà có một cái điều đáng nói là chiếc xe này giá lại rất là hạt rẻ. Thì thưa các bạn, cách đây mấy tháng mình có một cái clip mà nói về giá bán của Exciter 135, những các cái phiên bản Exciter cũ còn sót lại, thì được nhiều cửa hàng tại Sài Gòn họ đưa ra cái mức giá bán là rất là cao, lên tới gần 60 triệu đồng. Thì đây là một cái mẫu xe Yamaha Exciter, nhưng mà cái điều khác biệt mà các bạn có thể nhận ra đó là nó không có tay côn, tức là đây là một cái chiếc xe côn tự động, và giá của nó thì rất là rẻ. Nó cũng vẫn phải nói là rẻ nhất trên thị trường theo như mình biết đến cái thời điểm này. Và nó cũng không, thực ra nếu mà về dòng xe số thì nhiều người họ không ưa chuộng lắm, nhưng mà nhìn về hình thức thì cũng vẫn còn rất là đẹp. Có một cái điều đặc biệt là khi với cá nhân mình thì mình ngồi lên cái xe này thì mình cảm giác nó cứ hụt hẫng một cái gì đó, bởi vì khi đã đi quen xe côn tay, đặc biệt là ngồi lên Exciter thì cái phần bên tay trái bao giờ cũng là bóp tay côn, nhưng mà với cái chiếc xe này thì mình cảm thấy nó hơi hụt hẫng. Tuy nhiên thì mình cũng vẫn rất thích cái kiểu dáng của nó. Và cái video clip này chỉ nhằm cái mục đích là giới thiệu cho những anh em nào mà mê xe, mà muốn chơi Exciter, muốn thích hình thức của Exciter nhưng mà lại không thích đi xe côn, thì chúng ta có thể tham khảo giá của chiếc xe này. Và xin nhắc lại là giá có thể nói là rẻ nhất Vịnh Bắc Bộ, xe đập hộp và giá chỉ là 37 triệu đồng mà thôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy like cho video, đăng ký kênh để ủng hộ tác giả và xem những video mới nhất. Anh ơi, cái 135 này mà xe côn thì còn không? Không ạ, 135 côn là chuyển 150 hết, đây xe số. Vâng. Còn lại hai xe như này. Bây giờ con này là bao tiền một con này? 37 triệu, là xe số. Vâng. Có mỗi một. Còn một rồi. Ok, cảm ơn.